Đến nay, Đắk Lắk IOC đã hoàn thiện và đưa vào vận hành phần mềm lõi cho trung tâm IOC, hệ thống phần mềm tổng đài 1022 và 10 dịch vụ giám sát điều hành đô thị thông minh. Để phát huy hiệu quả các dịch vụ đô thị thông minh, thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm IOC Đắk Lắk sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng. Theo báo cáo của Đắk Lắk IOC, hiện nay các dịch vụ đô thị thông minh đã cơ bản hoạt động ổn định, đáp ứng được nhu cầu nắm bắt thông tin, phản ánh kiến nghị của người dân cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp. Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, hệ thống giám sát an toàn thông tin SOC đã phát hiện xử lý gần 2.000 cảnh báo liên quan mã độc, lỗ hổng trên các ứng dụng, hành vi khai thác lỗ hổng. Từ đó xử lý kịp thời các cảnh báo nên hệ thống công nghệ thông tin chưa xảy ra các sự cố mất an toàn thông tin. Dịch vụ phản ánh hiện trường, hệ thống camera giao thông, camera an ninh, hệ thống tổng đài 0262-1022 triển khai đã đạt hiệu quả tích cực. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông IOC Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết, sử dụng và phát huy hiệu quả của các dịch vụ đô thị thông minh. Để triển khai các dịch vụ đô thị thông minh có hiệu quả, cần lưu ý tới việc kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống để các dịch vụ như giám sát kinh tế xã hội, y tế, giáo dục, tài nguyên và môi trường ngày càng có nhiều thông tin bổ ích, thiết thực cho người dân, doanh nghiệp tra cứu. Các doanh nghiệp tham gia triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, duy trì có hiệu quả các dịch vụ đô thị thông minh đã triển khai, cũng như tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tốt nhất.